Làm cái gì mà gọi điện gọi giật coi xuôi, bắt qua liền qua lẹ vậy hả? Trời ơi, ở nhà buồn quá, có mỗi bà thôi chứ ai đâu, qua tám chơi. Mà bà nha, tôi nói hả, lúc nào cũng vậy á, không bước ra đường thì thôi, chứ là bước ra hay ở nhà gì cũng rần rần vậy nè. Chứ còn gì nữa, nè, riết á, rồi tôi không biết á là bà có chồng hay chưa đó. À, tôi có chồng rồi. Trời ơi, tại tôi nói chồng tôi cũng đi làm hoài, nhà cửa trống trơn à, buồn quá, còn bà chưa có chồng, bà cũng rảnh rỗi thì hai mình sắp lại cho nó vui. Ủa là đi làm nữa rồi hả? Anh đi công tác nữa rồi. Nghi ngờ lắm nghe. Nghi ngờ gì? Trời ơi, bà không nghi ngờ gì hả? Không đặt dấu chấm hỏi gì hết hả? Có gì đâu đặt dấu chấm hỏi. Có khi nào ông có người ngoài không? Bà tào lao quá. Làm gì có chuyện có người ngoài. Ai tôi cũng biết, chứ chồng tôi tin ổng hiền queo à. Người ngoài người trong gì? Mình tôi là quá lắm rồi. Đó, mà đi như vậy có tiền thêm chứ đâu phải không có bà. Lo kiếm tiền cũng nuôi tôi đó. Đi như vậy mình được thêm tiền bên ngoài này kia. Thôi kệ, chứ ở nhà làm gì. Ừ, kiếm tiền nuôi bà. Bà cũng mở miệng nói câu là ảnh đi làm kiếm tiền nuôi bà. À, vậy bà nhìn lại mình đi. Tôi sao? Trời ơi, kiếm tiền cho mình là cái tiền đó để mình tiêu xài, mà mình không chịu xài, mà nhìn mình kìa, trời ơi, càng ngày càng xề xòa luôn đó. Ha, xề xòa gì đâu. Tóc tai là bơm sờm, quần áo, trời ơi, quần này áo kia. Trời thì ghê ơi, không? Tao nói ở nhà mà đâu có gì đâu, thì chân diện. Thì ở nhà có gì mặc đó thôi bà, bắt cười quá. Chuyện nào đi ra đường đi tôi chân diện, nhiều khi tôi đẹp hơn bà. Nè, tính chất công việc của chồng bà là đi công tác ở bên ngoài, nó tiếp xúc với biết bao nhiêu người, nhìn biết bao nhiêu người đẹp đó, cái ánh nhìn của về cái đẹp nó cũng khác. Về nhà thấy vợ mình xòe xòa như vậy á, thế nào á cũng cấm cho bà cặp sừng nha. Thiệt hả? Trời đất ơi, tôi là bạn thân, tôi là người ở ngoài, tôi nhìn thấy được rõ vấn đề, hiểu không? Vậy giờ làm sao? Tiền để làm gì? Đầu tư vào bản thân mình đi, không bao giờ lỗ. Mua quần áo đẹp đập vào, mua son phấn đập vào, đẹp lên, tút tát lên. Thiệt tình á, là bình thường tôi không dám xài, thấy ảnh làm kiếm đồng tiền cực quá, xài gì cũng đắn đo. Nhưng mà hôm nay tôi nghe bà nói, nếu như mà tôi không xài, lỡ ông lén lúc ông đem cái tiền đó ông đưa đứa khác xài, ông nuôi con nhỏ đó. Sao? Vậy thì tôi quyết định phải xài. Sao nay về trễ vậy? Đúng ra giờ này là phải về rồi chứ. Thay đồ chờ nãy giờ cả 15 phút. Anh! Anh! Về rồi đó hả? Anh! Thấy em sao không? Bình thường mà. Ôi anh! Anh bị sao vậy? Đúng ra anh thấy em như vậy, anh phải nói là trời ơi, sao nay em đẹp quá đúng không? Đó là đúng tâm lý luôn đó. Ờ thì cũng đẹp. Có chuyện gì vậy? Về trễ quá mà còn có chuyện bực nữa hả? Cái chuyện đẹp hay không đẹp nó không quan trọng. Bây giờ anh có chuyện quan trọng không hỏi em nè. Chuyện gì quan trọng dữ vậy? Số tiền tiết kiệm của vợ chồng mình đâu? Tại sao đi tới ngân hàng rút tiền thì người ta nói là em rút rồi, em rút ra để làm cái gì? Thì em có chuyện, sắp tới có chuyện xài nên là em sẵn đi ngang ngân hàng á, khi em ghé vô em rút luôn, em sợ đến chừng có chuyện cần á chạy ra rút không kịp. Vậy sao không chịu nói anh? Tại vì em thấy anh lu bu quá, anh đi làm bận quá nên em không có nói. Vậy thôi đưa anh đi, anh đang có việc gấp nè. Đưa liền bây giờ hả? Đúng rồi, anh đầu tư dự án mới nè, bây giờ đang cần gấp lắm. Đi vô trong lấy tiền đưa cho anh cho lên. Tiền thì em cũng có để ở nhà nè, nhưng mà hiện giờ nó không đủ với cái con số rút ra. Sao lại thiếu? Tại vì bộ có chuyện gì hả? Có chuyện gì khó nói đúng không? Hôm bữa em đi em bị cướp. Cái gì? Bị cướp? Sao không nói anh? Thì tại anh cũng lu bu quá nên em cũng quên nói luôn. Trời ơi, cướp nhiều không vậy? 2 triệu hả? Bao nhiêu? 20 triệu. 20 triệu? Em đi đâu ra đường mà cầm tới 20 triệu mà bị cướp 20 triệu?
Đi. Đi đâu anh? Đi với anh lên trên phường báo công an liền. Anh ơi, cái chuyện qua lâu rồi mình báo mất công. Cái gì mà qua lâu, mới đây đây mà. Trời ơi, mất 2 triệu còn chăm trước được, cái này mất 20 triệu một tài sản lớn á. Đi. Nửa giờ lâu. Mình báo đi, biết đâu người ta truy lùng ra còn bắt được, hiểu không? Đi lên, đi với anh lên trên phường nhanh lên. Bạn thân ơi. Anh gì? Bạn thân ơi. Ủa? Hàng, Hân. Hàng mới về nè. Hả? 100 triệu chẳng. Xin nhắn tin không đọc được hả? Qua làm chi vậy? Ừ, đang chạy xe trên đường bận sao đọc được nè. Chết rồi. 100 triệu chẳng. Chồng tôi nè. Cái gì? Sao? Hàng mới gì? 100 triệu gì? Vụ này là sao em? Là sao nhà mới vừa bị cướp mà giờ còn em còn lấy tiền đi mua đồ gì nữa, 100 triệu gì nữa? Là sao? Em thật ra là không có bị cướp gì hết. Chứ tiền đâu? Tiền em xài hết. Em xài hết 20 triệu. Em xài cái gì mà tới 20 triệu vậy? Tại vì á em mua sắm cho bản thân đó, em xài cho bản thân, em làm đẹp, em mua quần áo như lời bạn em nói. Mua sắm cho bản thân, ăn xài 20 triệu. 20 triệu đâu có nhiều lắm đâu anh. Rồi bây giờ hàng mới về nữa. 100 triệu. 100 triệu. Tại vì á thì anh cứ nghĩ coi, anh đi công tác suốt ngày hoài à, không có ai ở nhà hết á, rồi em có một mình hà. Em sợ anh đi công tác rồi xong rồi em ở nhà em cứ xuề xòa hoài, em không có sắm sửa gì hết, lỡ một ngày nào đó anh có ai bên ngoài thì sao? Trời ơi, em đang nghĩ cái gì vậy? Anh biết á là anh đi công tác xa, em ở nhà để em ở nhà một mình á là lỗi của anh, bởi vì anh mới đưa cho em giữ tiền, em muốn xài gì xài, đúng không? Nhưng mà mình xài cái nào hợp lý thôi, cái nào chính đáng thôi. Em xài như vậy á quan phí vậy, hỏi sao anh không la? Tại vì á, em biết á, nếu như mà em nói ra, anh biết em mua sắm vậy anh sẽ không cho, nên là em im lặng, em xài, em không nói. Rồi bây giờ anh đụng chuyện, anh có công việc, anh không có tiền để làm là sao? Trời, thì lỡ rồi thôi, từ từ công việc anh dời lại đi. Với lại á, em cũng bị tự ti chứ bộ. Em tự ti là tại vì em lớn hơn anh tới mấy tuổi lận. Anh thì cứ đi ở ngoài hoài. Bạn em mới nói á, lỡ có chuyện gì á, anh nuôi người ta ở ngoài em cũng không biết. Anh về anh bỏ em, anh nuôi nhỏ nào nhỏ hơn sao? Trời đất ơi, bạn nào nói đó? Bạn này. À, thấy chưa, thấy chưa? Đó, qua tim chích vô đầu vợ tôi mấy cái ý nghĩ vậy đó đúng không? Bạn thân. Thì cứ có nói là bạn thân của em thôi, nên em mới lấy tiền em trưng diện lên. Chứ anh biết từ nào giờ em giữ tiền, em đâu có xài gì quan phí đâu. Em một cả năm trời em còn không sắm bộ đồ nữa, bây giờ em mới sắm sửa có chút xíu à. Thôi được rồi, thì anh biết á là em không dám sắm sửa gì hết, bởi vậy anh mới đưa hết tất cả tiền bạc mà làm được cho em giữ. Anh cũng có nói mà, muốn xài gì mà xài, nhưng mà phải xài hợp lý. Còn em xài cái kiểu này là đang xài phung phí, em hiểu không? Em hiểu rồi. Em xài vậy rồi bây giờ lỡ đụng chuyện này, anh có công ăn chuyện làm, anh đang cần số tiền đó, bây giờ không có làm được, có phải anh mất việc? Rồi mất việc từ đấy tới mình không có tiền mình xài nữa không? Em biết rồi, từ rày về sau á, em sẽ chi tiêu hợp lý, không có chi tiêu quá đà nữa. Với lại không có suy nghĩ linh tinh để làm ảnh hưởng tình cảm của vợ chồng mình. Cái chuyện mà em làm đẹp á, anh luôn ủng hộ, bởi vì sao? Vợ mình đẹp bước ra ngoài đường, người ta nhìn vô người ta khen mình cũng nở mặt chứ bộ. Người ta nói ủa trời, hôm nay có người vợ đẹp quá trời, ta nhìn mình cũng nở mặt nữa mà, hãnh diện chứ. Hiểu không? Dạ. Từ đẹp tới, xài cái gì, muốn làm đẹp cứ nói anh sẽ ủng hộ. Em cảm ơn anh. Trời ơi, nãy giờ nghe hai vợ chồng nói tự nhiên mình cảm thấy mình có lỗi của bạn thân ơi. Có lỗi hả? Xin lỗi anh nha. Tại vì tôi đã tiêm nhiệm vào đầu nhỏ bạn đó, rồi nghĩ anh là sẽ dậy cắm sừng nhỏ bạn đó. Trời ơi. Nên mới cơ bản là đi mua sắm này nọ đó. Hên nói chứ cũng cảm ơn Hân. Thời gian qua tôi đi làm xa, có Hân ở nhà bầu bạn với vợ tôi, cho nên là vợ tôi cũng đỡ buồn. Nhưng mà bầu bạn chứ cũng không có tiêm nhiễm mấy cái đầu, mấy cái ý nghĩ xấu xa đó nha. Không, tội nghiệp vợ tôi lắm. Nhưng mà giờ có cho nhỏ bạn đi mua sắm nữa không? Có, nhưng mà phải cái nào xài tiêu xài hợp lý thôi nha. Chi tiêu đúng cách. Đúng. Ủa cái dự án này nó quan trọng, nó hấp dẫn sao mà hết nhân viên gặp tôi về tới dắt xếp tới gặp tôi là sao? Dạ là vậy, có nghĩa là